chuyên mục An ninh Cao Bằng. Kính chào quý vị và các đồng chí. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chuyên mục tuần này với các nội dung chính sau đây. Vừa qua, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân và sơ kết 1 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Công an tỉnh Cao Bằng, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong ban giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo công an các huyện, thành phố. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, 4 năm thực hiện quy định lấy ý kiến của nhân dân và 1 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong lực lượng công an được xây dựng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, bố trí công an chính quy về xã, ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội 13 của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, gương cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, dũng cảm, mưu trí trong công tác chiến đấu, bảo vệ nhân dân. Từ năm 2016 đến năm 2021, lực lượng công an đã có 70 cán bộ chiến sĩ hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích của lực lượng công an đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt 4 mặt công tác trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kết luận số 01, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai nghiêm túc nghị quyết kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là những người đứng đầu, quy định về những điều đảng viên không được làm, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thấy được trách nhiệm, vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Vừa qua thì Công an tỉnh đã tổ chức giải quần vợt câu lạc bộ Công an tỉnh năm 2022. Dự và cổ vũ giải có đồng chí Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ nhiệm câu lạc bộ quần vợt Công an tỉnh. Giải quần vợt Công an tỉnh năm 2022 thu hút 28 vận động viên là cán bộ chiến sĩ trong Công an tỉnh đang tham gia sinh hoạt, luyện tập trong câu lạc bộ quần vợt Công an tỉnh, được chia thành 14 cặp thi đấu, trong đó có 2 cặp đôi nam nữ. Qua một ngày thi đấu tích cực sôi nổi của các cặp vận động viên diễn ra tại sân quần vợt Công an tỉnh, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên có mặt trên sân, giải thi đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp. Kết quả, giải nhất thuộc về cặp đôi Sầm Minh Hồ, Nông Thế Hậu, giải nhì thuộc về cặp đôi Nguyễn An Thắng, Phan Đình Hưng, giải ba thuộc về cặp đôi Hà Văn Công, Vũ Văn Nghiệp. Giải đôi nam nữ, giải nhất thuộc về cặp đôi Nông Đức Hậu, Đàm Thị Thu, giải nhì thuộc về cặp đôi Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thị Ngọc Mai. Đây là hoạt động tổ chức thường niên của câu lạc bộ quần vợt Công an tỉnh nhằm duy trì phát triển phong trào tập luyện thể thao, tăng cường sức khỏe, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị giao lưu học hỏi lẫn nhau, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao trình độ của các vận động viên tham gia các giải của tỉnh và Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của một số người dân,
các đối tượng này đã nghĩ ra nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Để hạn chế hoạt động và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, người dân cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa với các loại tội phạm theo khuyến cáo của lực lượng chức năng. Theo số liệu thống kê, chỉ tính từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận 12 vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, giả danh cán bộ nhà nước với số tiền lớn. Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã nhiều lần cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng theo ghi nhận, đã có không ít người dân, thậm chí là cán bộ công chức nhà nước đã bị lừa đảo chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng. Điển hình như vụ giả danh công an lừa đảo hơn 2 tỷ đồng, nạn nhân là bà HTC, trú tại thành phố Cao Bằng. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2021, bà C nhận được cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng này cho rằng bà C hiện đang liên quan đến vụ án ma túy mà cơ quan công an đang điều tra, đề nghị bà C phối hợp để xác minh tài sản. Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn mua điện thoại mới, cài đặt phần mềm có tên Bộ Công an, cung cấp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2022, bà C phát hiện tài khoản của mình bị chuyển đi số tiền là 2 tỷ 227 triệu 600 ngàn đồng qua một tài khoản khác. Còn đây là nạn nhân LIN, trú tại huyện Hòa An, về việc ông và gia đình bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 24 tháng 3, ông N nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ của một người đàn ông tự nhận mình là cán bộ công an thành phố Đà Nẵng, đang điều tra về một vụ án ma túy và rửa tiền lớn. Qua điều tra thì phát hiện ông N có liên quan đến vụ án này. Sau đó, thông qua điện thoại, đối tượng liên tiếp cho ông N gặp những người tự xưng là có thẩm quyền cao trong lực lượng công an, đồng thời liên tục đe dọa ông N không được nói chuyện này với người khác vì sẽ bị bọn tội phạm phát hiện và thủ tiêu ông cũng như những người thân trong gia đình. Do quá hoang mang, lo sợ, ông N đã làm theo hướng dẫn của đối tượng ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè để chuyển vào một tài khoản mới của chính mình. Kết quả, ông N bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt 1,52 tỷ đồng. Hay như vụ lừa đảo qua mạng xã hội Zalo. Thông qua mạng xã hội, nạn nhân tên MTK, trú tại thành phố Cao Bằng, làm quen và trò chuyện với đối tượng sử dụng tài khoản Zalo có tên Đức Bill. Qua quá trình nói chuyện, đối tượng này muốn gửi quà cho bà K với số tiền 160.000 đô la Mỹ và yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà. Nhẹ dạ, cả tin, nạn nhân này đã chuyển 6 lần tiền vào tài khoản 110441991 tại ngân hàng VP Bank với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng để nhận quà. Sau khi nhiều lần chuyển tiền nhưng vẫn không nhận được quà, bà K đã đến cơ quan công an trình báo. Trên đây chỉ là một số vụ việc mà các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến trình báo tại cơ quan công an. Song, trên thực tế còn không ít trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lại không trình báo với cơ quan chức năng trong thời gian qua. Các cái thủ đoạn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có xảy ra một số các cái hoạt động và các cái hành vi lừa đảo cụ thể như là: một là tự xưng là cái người nước ngoài và làm quen với bị hại qua mạng xã hội để đặt vấn đề quan hệ tình cảm và chuyển quà từ nước ngoài về. Sau đó là các đối tượng giả danh cán bộ hải quan, nhân viên sân bay yêu cầu bị hại chuyển tiền mới được nhận quà. Sau đó khi nhận được tiền và các đối tượng này cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản. Và các cái hành vi thứ hai đó là các đối tượng là giả danh là cán bộ công an và là viện kiểm sát hoặc là tòa án nhân dân để uy hiếp cái tinh thần của bị hại, làm cho bị hại là nó sợ và về bản thân và có liên quan đến các cái vụ án nghiêm trọng hoặc là liên quan đến việc rửa tiền do đối tượng nghĩ ra gây cho bị hại lo sợ, và từ đó thì đối bị hại đã lo sợ và chuyển tiền để chứng minh là mình vô tội. Ba nữa là các hành vi mà đối tượng thực hiện là các đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng như là hack tài khoản mạng xã hội, trong đó là hack về Facebook và Zalo, sau đó là sử dụng những tài khoản này để hỏi vay tiền từ người thân và bạn bè của người bị hack. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, mặc dù những vụ việc này không mới, nhưng với phương thức thủ đoạn tinh vi, các đối tượng xấu vẫn có thể đánh lừa được những người nhẹ dạ cả tin, thiếu bình tĩnh, dẫn đến bị lừa đảo.
Lợi dụng sự phát triển của công nghệ và đặc điểm của đối tượng này là thông qua liên lạc từ xa và sử dụng thông tin giả, nên quá trình điều tra làm rõ vụ án của cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn. Từ những vụ việc trên, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận được điện thoại của người xưng là cán bộ nhà nước, cần xác minh rõ thông tin, hỏi người nhà, người thân có hiểu biết pháp luật. Tuyệt đối không cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin cá nhân và chuyển tiền cho bất cứ ai, bất cứ yêu cầu nào khi không có căn cứ cụ thể và rõ ràng. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Thời gian tới, để hạn chế những thiệt hại tài sản không đáng có của người dân và đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, thì hơn hết cần phải xuất phát từ chính ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm của người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội và các thiết bị công nghệ cao, cùng chung tay đẩy lùi tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ra khỏi đời sống. Kính thưa quý vị và các đồng chí, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình là địa bàn giáp danh với xã Bằng Thành và xã An Thắng của huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn. Đây cũng là xã nằm trên tuyến đường từ thị trấn Tĩnh Túc, Phan Thanh, Mai Long kết nối với xã Bằng Thành, huyện Bắc Nẵm, thuận tiện cho việc giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp về vị trí địa lý, địa bàn giáp danh thường xuyên bị các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để hoạt động phạm tội. Xác định rõ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, thời gian qua, công an xã Mai Long đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với công an các xã giáp danh trên địa bàn huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn. Qua đó đã kịp thời nắm tình hình, theo dõi quản lý đối tượng, đề ra những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng địa bàn giáp danh để hoạt động phạm tội. Đây là buổi giao ban trong thực hiện quy chế phối hợp cụm thi đua an ninh liên hoàn giữa công an xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với công an xã Bằng Thành, công an xã An Thắng của huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn để trao đổi thông tin, nắm tình hình về an ninh trật tự khu vực giáp danh. Thời gian qua, công an ba xã này đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã giáp danh, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia gìn giữ trật tự an toàn xã hội, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, không tái trồng cây thuốc phiện, phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng tại khu vực giáp danh của ba xã, thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để kịp thời thông báo cho nhân dân địa phương nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn. Trong 4 tháng đầu năm 2022, công an ba xã đã phối hợp tuần tra kiểm soát được 3 lượt tại khu vực giáp danh, qua đó phát hiện 2 vụ 3 đối tượng về hành vi sử dụng kích điện đánh bắt cá trái phép, vận động thu hồi được 2 khẩu súng hơi cồn. Dù còn khó khăn, nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các xã giáp danh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, hoạt động của tội phạm không còn phức tạp như trước đây. Thực hiện cái quy chế phối hợp cụm an ninh liên hoàn giữa huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng, huyện Bắc Nạm của tỉnh Bắc Cạn, lực lượng công an hai xã đã tham mưu thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để hình thành các điểm nóng và xử lý những cái vụ việc, phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến vụ việc, không để kéo dài, tồn động. Trong thời gian tới thì chúng tôi là tiếp tục tích cực phối hợp hơn nữa về đấu tranh phòng chống tội phạm và đặc biệt là cái tội phạm về ma túy. Đến nay thì địa bàn giáp danh giữa hai xã là được ổn định và giữ vững. Đấy, qua kết quả phối hợp thì tôi thấy là đây là một cái thành công lớn đối với cái quy chế này. Mai Long là xã vùng ba đặc biệt khó khăn của huyện Nguyên Bình. Xã có 9 xóm hành chính, 654 hộ, 3.293 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Giao cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Giao chiếm trên 52%. Trong những năm qua, mặc dù được Đảng, Nhà nước đầu tư nhiều công trình phúc lợi cho địa phương, nhưng cuộc sống của bà con nơi đây còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 90%, do đó cũng gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như tại khu vực giáp danh, từ khi được điều động đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã Mai Long, đồng chí Thượng úy Nông Hoàng Tuấn cùng công an xã Mai Long đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, kiện toàn 9 tổ tự quản về an ninh trật tự, 9 tổ dân phòng tại 9 xóm
và xây dựng được 2 mô hình phụ nữ tham gia phòng chống ma túy, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã hội, tổ chức tuyên truyền pháp luật được 5 buổi, thu hút trên 300 lượt người tham gia, duy trì có hiệu quả quy chế phối hợp giữa công an xã với lực lượng quân sự xã, tuần tra giải quyết kịp thời những mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, không để phức tạp phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Cùng với việc triển khai xây dựng các mô hình về an ninh trật tự, Công an xã Mai Long đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xóm đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, quản lý chặt chẽ hoạt động của một số đối tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi cá nhân hoặc làm bất ổn an ninh trật tự xã hội, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ những người có uy tín trong việc vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giáp danh. Xã Mai Long là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, có tiếp giáp nhiều xã trong và ngoài tỉnh. Các đối tượng thường lợi dụng địa bàn khu vực giáp danh để thực hiện tội phạm và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó thì nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế và không đồng đều, nên là tình hình an ninh trật tự tại khu vực giáp danh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Công an xã Mai Long đã tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là tại khu vực giáp danh. Đồng thời là tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xóm, trong đó tập trung vào các xóm tại khu vực giáp danh để nâng cao ý thức của người dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng Công an xã Mai Long đã thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng thuộc diện quản lý tại khu vực giáp danh. Với sự quyết liệt thực hiện các mặt công tác, từ năm 2021 đến nay, Công an xã Mai Long đã phát hiện 21 vụ, 36 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, vận động thu hồi 13 khẩu súng các loại, lập 1 hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc, 4 hồ sơ giáo dục tại địa phương. Có thể thấy rằng, qua công tác phối hợp giữa Công an xã Mai Long, huyện Nguyên Bình với Công an các xã giáp danh của huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn đã phát huy tinh thần chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần phòng ngừa, cảnh giác cũng như chủ động, tích cực tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Trong cái thời gian qua, thì cấp ủy chính quyền địa phương đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo lực lượng công an xã nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là các khu vực giáp danh, phát hiện các thủ đoạn tội phạm, đối tượng, từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp với các xã giáp danh, tổ chức tuần tra, kiểm soát và duy trì giao ban cụm an ninh liên hoàn theo quy chế và phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Thì đối với Công an xã Mai Long thì đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Từ khi có cái lực lượng công an chính quy về xã làm việc thì về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thì cơ bản được đảm bảo và các tệ nạn xã hội thì được kiềm chế so với những năm trước đây. Còn bà con nhân dân thì cũng rất là yên tâm lao động sản xuất và góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương đã đề ra. Để tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giáp danh 3 xã, thời gian tới, lực lượng công an các xã địa bàn giáp danh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp danh, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, duy trì tốt việc trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của số đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội để cùng có biện pháp quản lý giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên từng địa bàn, giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Cao Bằng tuần này. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.